Xin chào mọi người. Xin giới thiệu mọi người, đây là chiếc điện thoại Vertu chính hãng, độ vỏ cao cấp Hồng Kông. Đây là mặt sau là lưng đá ceramic cao cấp. Được đính đá hai bên sườn sắc nét tinh tế. Nếu các bạn nhìn tinh lớp đá hai bên sườn. Hàng này là mình nhập từ bên Ukraine về hết. Wi-Fi. Anh em có nhu cầu mua biếu tặng dùng đến với cả sonongmobile.com và oe.vn, chuyên độ máy Vertu chính hãng, vỏ cao cấp Hồng Kông, cung cấp linh kiện Vertu các loại. Đây là bản vàng đính đá hai bên sườn. Xin cảm ơn mọi người theo dõi clip.